Hai chào anh em, hôm nay bán cái máy này đóng cục pin mới, làm video test chia sẻ anh em. Thì có anh khách đặt cái máy một cục pin và một cục sạc mình lựa cái máy đẹp nhất cho ảnh. Cái máy này là đúng là cái máy đẹp nhất trong lâu rồi nha anh em. Đây anh em nhìn nè, cái phần đây là thường khi mình làm mình để xuống là nó sẽ chạy trụa, nhưng mà cái phần này là nó không bị trầy này đó, hai bên đều không bị trầy anh em đó, nhìn còn khá mới. Đó, máy là còn khá mới. Đây anh em nhìn, rất là mới nha anh em. Đó, máy này là mình đánh giá là đẹp nhất trong cái lô máy của mình đó, mình lựa cho anh cây đẹp nhất rồi. Thì một máy một pin một sạc. Cục pin này mình đóng cell Samsung 25R nha anh em, nhận sạc zin. Đây là sạc zin anh em. Cục pin này là mình đóng tính giá hữu nghị là 750. Dòng này là dòng cưa kiếm M18. Cưa kiếm này là của Milwaukee, có cái mã là 2625-20. Sử dụng điện áp 18V. Thì lúc trước có mấy anh em mua cái máy này á, mình hướng dẫn anh em là tận dụng cái pin của Makita để mà sử dụng. Còn nay thì mình anh em nào có cái pin Milwaukee thì đơn giản rồi, chỉ cần gắn là xài thôi. Rồi test máy anh em. Đó, điều tốc. Máy chạy tốc độ chậm nó rất là êm nha anh em. Đó, máy hoạt động êm ái. Thì cái loại này nó sử dụng cái lưỡi rất là thông dụng nha nè, lưỡi dài nhanh rất là thông dụng. Đây cái kiểu lưỡi nó như thế này đó, anh em có thể là tham khảo. Đây bây giờ mình test cái lưỡi sắt cho anh em xem. Rồi giờ mình cắt thử cái miếng sago này nha anh em, không biết anh em có thấy không. Đây anh em đó, đứt nha anh em, lưỡi này là lưỡi cưa sắt của Makita. Đó. Nói chung là cái này mình kẹp eto thì mình cắt nó vững hơn, còn đây mình cầm nó cắt nó cảm giác là nó không vững anh em. Đây anh em, đó cắt đứt rất là tiện nha anh em, đó anh em tiện cắt sắt. Rồi cắt gỗ. Rồi mình cắt gỗ thử cho anh em xem nè. Rồi ok nha anh em. Thì anh em có điều kiện thì sưu tầm một cây về sử dụng gia đình. Anh em có thể sử dụng pin của Milwaukee hoặc là pin của Makita. Là anh em dùng cái đế chuyển. Thì hiện tại cái thân máy này á, máy không chạy là mình bán 250, máy mà chạy á, màn hình 66 bán 350, màn hình đẹp thì 450, còn ngoại hình mà xuất sắc như những cái máy này á, không trầy trụa thì mình lấy anh em là 600 đến 650. Đó, như mấy cái máy này nó cái dạng này chưa vệ sinh anh em, chưa bung chưa vệ sinh hết. Thì test chạy thì mình bán 400 đến 450, còn 6 nữa thì mình giảm anh em xíu nữa. Rồi anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ mình. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi video. Anh em thấy video hay thì để lại cho mình một like, một subscribe. Hẹn anh em trong những video lần sau.